Thật bất ngờ, chú Phúc quyết định lấy cô hến. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cô chú đến đây để mà kết nối yêu thương. Thì cô chú đã ngồi tìm hiểu với nhau trong vòng có 2-3 tiếng đồng hồ, thì quyết định là chú Phúc cưới cô hến luôn. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nha. Đồng ý ha. Rồi cô đồng ý. Ở đây mặt bắt tay nhau nữa. Đâu đấy. Không chú ơi, chú đâu có gì đâu, nói thường sẵn mang sẵn luôn, có đồ hết chứ. Rồi, rồi. Nó xa rồi, hết xa lại đấm đỡ rồi đó, vậy đó. Ai, theo anh rồi đó, anh vui rồi đó. Nãy là bà qua ba cũng qua ba cái cầu. Cô chú và các anh chị em nha, thì trong cái thời gian cô chú lại đây để mà tìm hiểu cái nơi thương, thì cô chú đã quyết định đến với nhau. Thì cô là Trần Thị Hến, chú là Bùi Văn Phúc đó. Cô thì 63 tuổi, chú là 66 tuổi. Thì con nói cô chú này này, cô chú quyết định chứ con không ở đây, con cũng không có bàn ra, không bàn vô rồi, con xuống nha. Thì bây giờ nếu mà chú quyết định là chú cứ giờ gấp đúng không, thì bây giờ chú nói là chú tặng cho cô một đôi bông. Thì bây giờ trước mắt thì bây giờ ở đây con cũng phải theo chú ghi hình mua đôi bông đeo chính tay đeo vô cho cô. Thì cái đó là để quay ra đặt bàn nhiêu á đặng nha. Khoan, cái chuyện bàn là sao? Ừ. Cái bàn sao bây giờ trước mắt á, là bây giờ con hỏi cô chú lại bàn nữa, chú có muốn cưới cô không, cô hến không? Cưới cái này chỉ có ra mắt đâu. Không, bây giờ á con hỏi lần nữa, chú có chịu chấp nhận đến với cô không? Rồi chú chấp nhận. Đồng ý ha. Rồi cô đồng ý. Ở đây bắt tay nhau đó. Rồi bây giờ con nói trước luôn, nếu mà cô chú quyết định thì phải sống với nhau tới già. Tới chọc luôn. Rồi bây giờ á thì cô chú quyết định đến nhau thì đi ra ngoài mua vàng, con cũng phải đi theo quay. Cái thứ nhất rồi mới đòi đi lại quán, cái quán để mình đặt 2 mâm đó. Rồi mình ra đó rồi hẹn ngày mai là lúc mấy giờ làm. Rồi sao chú với cô có đồng ý không? Rồi đồng ý. Ở đây là con quay trên clip này. Chị đồng ý ha. Đồng ý. Dạ. Thì thấy nói chung cô chú là rất là hợp với nhau đó. Mà cái này quyết định cô chú là quyết định cũng như là giống cái cặp là U70 là trong vòng 3 tiếng hồ, mà từ giờ cũng là 2-3 tiếng hồ. Đó. Thì quyết định thì con cũng nói chung ra con làm cách nối yêu thương này, thì nếu mà cô chú nào đến nhau con rất là vui. Đó. Rồi cô chú là chắc chắn là chú cho là một đôi bông. Hay sao? Đúng, bây giờ là đôi bông. Mà đôi vàng bông. Thì chú có đây được chiếc nhẫn 2 chỉ. Nhưng mà chú chưa cắt ra được. Vì vàng ở trên đó Sài Gòn. Họ đưa về đây khác. Thì về về là trên đó tổ chức rồi chú cắt đôi ra. Thì không có mang theo hết chứ. Đâu. Đấy. Không, chú ơi, chú đâu có gì đâu, chú bán ra mà là chú làm ra 2 chiếc. Ừ, nhưng mà lên đó lên chẳng để cho hả? Nhà trai. Dạ, với nhà trai. Rồi. Rồi, ở đây giờ cho đôi bông thôi, đâu chú có mang vàng theo luôn. Rồi, đi kết nối yêu thương sẵn mang sẵn luôn. Có đồ hết chứ. Trời ơi. Kỹ dữ ha. Con em lớn rồi, đâu có lo gì cho nó đâu. Có chuyện gớt chú. Rồi dây chuyền nữa. Dây chuyền ông Phật của chú. Chuyền Phật đó, ông giấu ha. Ông không nổ ra, ông phải ra con chuyện 2 chỉ. Hồi xưa của bà Nhất còn sống cái là chú làm. Đâu con cầm công chuyện. Từ Quan Âm. Nặng lắm mà. Quan Tây, chứ không phải Quan Ta, Tây. Cái này là con 2 chỉ. Chờ Quan Ta là 2 chỉ. Quan Tây đó mình không chùi rửa mà nó như vậy. 18 đó. Rất nhận em. Sao mà không bỏ vô đây cột rồi. Chú đem đeo vô đây vậy nè. Đeo luôn đây. Mới nãy là chú giả bộ sao mưa đó. Không, cái này xưa giờ đó. Dạ đeo đi rồi. Chú có vàng chú không dám đeo. Chứ chú nói là chú cũng như là đây. Không, cái này là kỹ vật. Dạ. Kỹ vật. Dạ chị gái. Dạ hồi thằng con rể. Lỏng lè. Đó anh tên to lè. Đúng lè, không cái này giặt đồ rớt không được. Vậy bây giờ giờ nói gì chánh bán ra ngự chỉ. Chú cái này cũng như là nhẫn cưới vậy đó. Thì bán ra chú là chú lấy lại là chỉ. Đúng. Không, rồi bây giờ sao nào khoan để cho và để con nói. Sau khi mình đặt mâm xong. Cô chú chở nhà con không đi lại nhà con quay cái nữa. Anh mang quần cục. Về nhà em thoải mái quá.
cô ý con nói chút nữa là chú cô trở về nhà sau khi mình đặt xong đó, giả nhà con có đi tới nhà cô rồi đúng. con quay cho khán giả biết luôn đúng đó rồi. Cái thằng này là thằng Bến Tre, nó lên nó quen con gái anh 4-5 năm trời, nó mới là đi học nghề bạc ở Cùng Tư, nó mới lừa ông Tường vừa tròn trịa vừa đẹp, nó mới về bọc. Nữa làm cũng dạ dạ mâm cơm bằng cho gia đình, rồi khi con anh lại chúc mừng em mà cho em quà, đó. Em đeo vô tay luôn. Đúng rồi. Cho thì đeo mà cho tiền thì nhận chứ gì đâu mà sợ, nó cũng đứa nào dân lao động. Em không thấy vợ gì. Em vẫn thương, thương anh là thương thật thà. Thì anh cũng nói thẳng cái người anh cũng thật. Để em điện về cho trai em là. Nói đi. Đây. Bây giờ chú cô nói là giờ chú mình mang thấy không? Rồi thuốc tây. Dưới này phim Mỹ. Đeo đẹp lắm tí. Nắng quá mắt cái chú mình. Quá quá ngầu. Ủa sao chú không đeo con chuyện vơi? À thôi. Đường xá chú sợ lông tái nhào đầu. Thiệt. Đời chú kỹ lắm con, kỹ là kỹ cho cái mình bản thân mình. Để anh nói chuyện chút. Rồi nói đi. Cũng hàng Mỹ về tặng là cục kèo, mà cục kèo đi là Thì mình làm có tiền thì mình sắm đem thêm cái gì, không có gì đâu mà cũng lớn đủ rồi mà. Tại vì em làm có tiền mà anh con dặn gia đình hết rồi. Thế sao? Bệnh bà bệnh 11 năm mới thật thể. Nó bị bệnh rồi nó không có nghe má. Rồi hồi mà cô đi tham gia chương trình là cô cũng đi mấy kênh này ha? Lên mấy kênh rồi mà điện nó không có, nó không trả lời, điện mấy kênh nó không nghe máy. Nè, dữ vậy đó hả? Có lên mấy kênh rồi điện nghe máy. Đây một cái một chắc cú anh đó. Anh có lên kênh gò khác rồi em có thấy anh mà. Đó, tào lao. Thấy đâu, qua đi. Giống người giống em người. Em nhớ là giống người, anh nhìn vậy đó, coi tên rồi đàng hoàng nha. Nó lừa em đó. Chuyện cho nhỏ em gái nè. Đây mà hồi tao dẫn anh Tư về nhà chơi cho biết nhà, rồi anh đi ra chợ mua đôi bông cho tao với cho chiếc nhẫn này kia nọ rồi. Nhẫn chưa đừng nói. Đặt ván ra đặng là tới ăn ngày mai hay gì đó rồi tới ăn rồi cái tao đi theo anh về cho anh luôn. Ba đi lên đường luôn nhỉ, không phải. Chúc tao gì à? Chúc tao chở ông gì à? Có tiếng gì không? Vô chơi nha, vô chơi nha. Chơi nói chuyện. Đang ở ngoài thốt nốt nè, chút vô chơi. Nó mới mua cái gì về nhà làm ăn cơm chứ. Làm nhà mẹ cho nó mau mua cọc vịt rồi luôn. Cái gì nhà đi. Mua gì cũng được ăn. Ừ, cho con. Không phải nấu trễ chứ nấu sớm mà tại vì trễ trễ chơi tối tối. Không tối nay nào lại. Ngày mai kìa chứ bữa nay đâu có làm kịp đâu. Thì mới. Mới mai đi. Ngày mai. Nếu mà thương thì tối nay cho nào lại. Được. Thương rồi thì gì đâu quay trở. Đâu có ngày mai mình đặt mâm cho anh đâu có làm chi. Nếu mà đặt mâm cũng được, đặt mâm cho nó gọn, người ta làm cho nó dễ, mình lỡ nó ăn rồi chú. Bỏ cho ông gì. Ngày mai ít lắm. Không, cái quán đó cái con có làm mà. Rồi, được. Em ngon ngon lắm. Cần nhiều đó. Ngon lắm. Thì đó thằng con cháu nó phiền. Ngon lắm. Phiền. Dạ ngon rồi, lắm. Rồi ok. Dạ. Còn anh đi ăn bao nhiêu đâu em, ăn bao nhiêu cũng rồi. Chút nữa mình lại quán đó mình nói là đặt 20 người ăn. Chứ mình không nói mâm gì là bao nhiêu tiền rồi rồi nói làm ngày mai làm 20 người ăn muốn đi nhiêu đi. Bây giờ nói thật ra đây mà cô phải quyết định đủ 20 người để nếu thôi mình đặt nó dư nó ổn á. Trên đường đi xuống đây có 10 triệu à. Rồi ô dư sức rồi đó. Dư rồi sắm cho bà đôi bông tai. Còn dư không, rồi dư. Một hai mâm được đó. được rồi chú là rước lên nhà rồi mình làm tiếp. Rồi mình về nhà làm tiếp coi như làm đảo đây thôi. Trên nhà nữa chứ nhà phải lựa ngày nữa, lựa ngày con cái nó rảnh á. Nhiều thằng nhiều khi con rể lớn chú là đi hứa đó nghe, về đưa tiền em giữ đó nghe. Em dư em sắm vàng em đeo vô em cái heo không chú nãy chú nói clip mà mặn đưa tiền cho vợ giữ. Trên nhà rồi em lấy nhưng mà em phải lo anh không thì em lo ăn uống thuốc cây thuốc là có mấy chục bạc à. Đúng anh rồi. Hút thuốc rẻ thuốc bách tô nhưng cái hộp thì đẹp lắm đồ anh là đồ đẹp có em cho anh chứ ăn cái ai. Đồ anh là đồ đẹp em thấy không kỹ càng hút nó không bị chảy nước nào, này bàn nó ướt của cây thuốc về cho đình em chạy xe em chở anh về rồi thôi rồi đừng đi xe nó về xa quá trời đi xe đò lâu lâu đi xe đò thì tốn 165 ngàn đó hồi trước 4-5 ngàn bây giờ lên 20 hai người có mấy trăm ngàn bạc rồi. Vậy cho cô chạy xe anh mệt lắm
anh đi nhà thằng con rể nào nhậu á thì em trở về được. Đúng rồi. Con rể Út nó làm tóc trong phòng anh Gia Ba. Nó mướn mặt bằng trong á. Không phải là nhà nó. Vì nhà con anh có nói em gì không nghe. Nói không nói. Con ba lấy vợ dễ là... thương. Đúng rồi. Lớn tuổi. Bằng gần bằng tụi ba là không, nó ok. Nhỏ tuổi em có chịu. Đúng, nó anh đây là vậy. Nó đồ lên róc cóc lan can nó mệt lắm. Nhức đầu. Thương rồi thương rồi, chứ đàng hoàng chứ không có gì. Kêu nhỏ nhỏ lóc cóc lan can. Lóc cóc là nhỏ nhỏ đó. Như tiếng bây giờ là lấy vợ nhỏ được. Vì mình đâu lấy vợ nhỏ được. Không phải nếu con lấy vợ là đó vợ lớn. Vợ lớn mới phải. Lấy vợ nhỏ. Tại vì lúc trước con cứ vợ là lấy vợ là vợ nhỏ. Hồi đó là còn nhỏ. Còn nhỏ. Bây giờ lớn rồi, phải lấy vợ lớn. Lớn. Rồi đó là vợ nhất đó. Vợ lớn. Chú bây giờ là cô này là vợ lớn của chú nè. Đó, vợ lớn đó. Vợ nhỏ đâu. Đó. Em ở không thì em lấy số em bán thêm. Cô nếu mà cô tính vậy thì được. Thêm. Đi ra đường em ngay bán gì đó ngay trong đường bán, đi ra bị trong nhà bán. Anh có thằng ngon đi bán mà chiều người ta ủng hộ trong khám là anh biết bao nhiêu không? Ở đó ông có 40 tờ. Ở đó chú ấy nhà đông mà bán số bán bún riêu bán cháo được. Con trai em có chiếc xe cũ kìa, em mượn chiếc xe đó em chạy dẫn bán số được không mà làm sao gì? Xe ông đó. Thôi đừng đi bộ cho nó chắc ăn bà ơi. Xe Honda rồi bà cứ ngó với số mời ấy, ông mua tôi số bà mua số cái là Honda đầy có, đường cái đường Lê Văn Lương nó khó lắm. Đường Lê Văn Lương nó chật hẹp. Trời mà xe biết nè, rồi xe này cái kia. Còn chạy được mà. Thôi giờ đi chặn anh chạy cho em đi bán cái số là ở vòng đó. Đi bộ vòng chặn gì cho xe. Chặn gì chặn gì cho xe. Gần đây ra đường đó là đường rồi. Đường Trung Hải, chú lại mấy cái quán vòng mới được xe Honda chạy. Cô tập thể dục luôn. Bán bữa 100 gửi giá được rồi. Bán cây chấm 2 lời được chấm 2 Cái tiền đó em giữ cho anh có lấy đâu. Không, em phải dẫn sắm vàng. Đó, nhất luôn. Rồi cái có nhiều á là vàng nó không đứng á thì mình đổi đi, gửi qua ngân hàng được cái tiền nó tiền tiết kiệm. Không, không gửi ngân hàng, em hồi nào giờ không có gửi ngân hàng. Gửi ngân hàng cho bị mất nó giật, ta gửi có bao chục tỷ. Ri băng của nhà nước không có bao giờ giật. Không, bà đâu gửi gửi mấy chục tỷ là nó gửi ngoài đó lời nhiều không, đó mà tiền mấy đó. Số có nhiều đâu mà gửi bỏ, mua mua con heo bỏ vô mua con heo bỏ nè nhà trên nhà chú cái con heo cỡ này nè con heo to bằng cái bàn nè bỏ đại heo đó nó nằm dưới cái đó anh làm vít khóa lại em về có dư bỏ vô cái thùng gỗ của anh chưa thì quyết định vậy đi ha. Rồi đến sau đây. Khi sắm vàng rồi đi lại đặt bàn rồi cô chở về nhà chồng bà con cũng đi theo quay cho biết anh có nóng cối đâu anh nóng cối rồi ông mưa treo trên xe rồi mai nên mai về đó là đi xe đò lên là mốt á lên nó là anh lên bến miền Tây rồi xe ông đan gửi trên nóng cối hôm qua thì treo hôm nay chắc phải ra mua một cái hoặc là tới dưới này cầm đi mạng cái thứ hai nữa em cũng ít đồ nha anh vô chổng không thấy anh biết em không có sắm đồ như lo cho sao vậy đồ đạc không có vài bộ mặc hả thì đó vài bộ thay qua thay lại tối nó đâu có mặc đồ đâu mà sợ em nhiều tối có mình bông nè rồi mình da nè rồi mới lạnh nè thấy chưa tối ngủ mới lạnh được ok chứ được ok rồi hai cái mạnh hả chú ừ hai mình da nữa mà một cái là mình bông mà mình da ông hiểu da em ghét dữ lắm nha rồi đó là anh coi vậy ngủ mà cứ lơ em đeo cái này anh trên con em ghét dữ lắm rồi bằng đá có bằng gỗ có tại vì con anh nó làm nó tặng á nhiều tại vì là hột này 100 tay to quá nó rộng 100 bầu của cao nguyên trăm bầu trong đồng tại vì góc cũng trên đó đó vậy em lấy chồng để rồi quên 2 tháng 9 âm lịch rồi dỗ cha anh bị về Đà Lạt này nè sắp sửa rồi 3 tuần nữa tới rồi đi Đà Lạt đi xe đò xe đò đi chạy lên nổi em ơi đi tại vì có năm nó trở lên mà là tụi ăn nhậu quá rồi không dám về bây giờ đó không dám đi không dám về trước thì được đi giường nằm được ốm cái bụng đi tối rồi có vòng lắc nữa anh có 3 cái vòng cho nó
Vòng lắc là sao đó? Vòng lắc vòng tròn đưa đặng đứng lắc lắc tròn tròn nữa, nó có eo á. Dạ. Ừ. Ừ. Rồi tối bóp. Tối cô chú xò bóp. Ờ có tối xò bóp. Xò bóp mát xa nó eo lại. Mát xa rồi. Mát xa lại. Đấm đỡ à. Rồi đó vậy đó. À. Chịu anh rồi đó. Rồi, anh vui đùa lắm. À. Chịu anh rồi. Ừ. Chịu không? Chịu, chịu lắm. Okay. Chị hồi nhỏ cũng có chịu. Nhỏ. Đẹp trai này kia luôn mua mệt lắm mà chịu. Ông chú đẹp trai mà. Rồi, em coi hình đám cưới anh với chị không, ngày xưa tuổi trẻ anh cũng đẹp. Và anh con nhà giàu mê anh là giáo viên đó. Em không chịu nhỏ. Mà anh hồi xưa còn giáo viên toán. Ừ. Cấp 2. Nhỏ tuổi em ghét lắm. Hai vợ chồng giáo viên hết đó chứ đâu hồi vừa. Bà ra đi bệnh quá thì ra đi sớm buồn. Nó thật bà ra nhất của Đà Lạt. Rồi bà hát bên chùa Kinh Phật á, Lệ Vu Lan bà hát lòng mẹ là mẹ bà dưới này ngồi khóc, nếu máu thanh liên ngồi mà nghe cái bà hát lòng mẹ bao la như Điện Thế Bình là khóc. Rồi lễ đảng, đạo xanh. Đâu chạy xuống tới công an quận chi em nói là từ lỗ tẻ cầu Dầm Cống chạy xuống đây qua ba cây cầu. Trời ơi, đâu mà tới công an quận chứ dữ vậy, chạy ngược lại, hỏi người ta là đã nói trên nãy là bà qua ba cây cầu là cái đường chạy lại chút xíu là có đèn xanh đỏ có hai ngã đó, anh thấy không? Đó, rồi em kia chạy ngã tay tay mạch cho thẳng lại chút xíu tới rồi, đâu mà tới công an quận. Có gì ăn mấy chưa có gì. Bây giờ anh chạy đường trong hay đường ngoài? Giờ ta nó đang đợi trên cái kho chính người nhỏ. Đường cũ đường ngã là đường nào? Bây giờ cầu còn qua cầu Bằng Lăng, anh chạy bên tay trái hay tay phải nó có hai ngã đó, cho chỗ đèn xanh đỏ đó. Chiều tối anh một hai cái. Chiều anh cũng đồ đó anh mới ngủ được. Bây giờ anh hỏi người ta đâu anh kiếm hay anh hỏi anh đang đứng chỗ nào? Em uống được không? Được, uống với anh đi. Anh cho cho anh cắm đâu. Công an quận. Ừ, đó. Công an quận đâu đây? Ngồi ăn uống gì vậy? Đâu anh chạy xuống tới với công an quận hả? Ừ. Con cái gì đâu. Ừ. Anh hỏi người ta là chạy lên cho qua cầu chuối đi, hỏi người ta gì đó. Rồi. Ừ, qua cầu chuối rồi tới đèn xanh đèn đỏ, rồi anh có đèn xanh đỏ đó là có con đường đó bên trái anh quẹo trái rồi chạy lên đây là tới rồi. Ừ. Cái cầu chuối. Em phải để tóc được. Không đọc muốn ăn. Lo được rồi. Thì bữa nãy em đã nói rồi đó, thì cứ lại đó đi. Rồi ai mình nói là không nói bàn mà mình nói là làm cái tiệc là 20 người rồi là cái giá bao nhiêu tiền rồi đầu chú móc tiền cho chú trả là mình hẹn người ta mấy giờ lại ăn nói xong được của mình đó. Đó chị mời bạn bè chị coi bao nhiêu người chị và nói 20 người đi rồi 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 dư thiếu ráo chịu không dư thì mang về nha trời có dư đâu ăn dư trời được dư thiếu thì bù vô. Rồi bây giờ thôi để tạm dừng cái đoạn clip này thì để quay clip đi mua sắm vàng cho vợ yêu của chú. Rồi, cảm ơn. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây, thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em có xem được cái video này nhớ chia sẻ giùm cho Tiến và nhớ đăng ký kênh nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Kính chúc tất cả cô chú anh em nha. Rồi chào khán giả đi. Chào khán giả. Chúng tôi vui quá rồi.